Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Hoàng Yến Vlog. Hôm nay mình sẽ mốc băng cơm đùi gà om xì dầu nha. Và topping ăn kèm sẽ có dưa chuột nè, mướp đắng nè và ớt nữa. Nhìn rất là hấp dẫn phải không nào? Bây giờ mình sẽ đặt lên cân xem đĩa cơm này được bao nhiêu cân nha. Cân phải không ạ? Cái khay này rơi vào gần 2 lạng, vậy đĩa cơm này cũng gần 3 cân nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn thôi, mời các bạn cùng ăn với mình nha. Đây là nước sốt gà nè, nước này dưới lên cơm thì ăn ngon lắm đó. Ăn rất là đưa cơm à. Đùi gà om xì dầu nè các bạn. Sau khi ăn xong miếng đùi gà này thì mình cảm nhận được vị thơm của hành, của tỏi, vị cay cay của ớt, của hạt tiêu cùng với vị mặn của nước tương nhưng đã được làm nhạt đi bởi cái vị ngọt của đường, nên ăn cái miếng đùi gà nó rất là thơm ngon, mềm mịn và cái vị nó rất là vừa vặn nha mọi người. Các bạn có thể làm món gà om tương thêm vào thực đơn để thay đổi món ăn hàng ngày nha. Đảm bảo là ngon lắm đó.
Đây là mướp đắng này. Cái vị của nó hơi đắng một chút nhưng mà vẫn ăn được nha mọi người. Đặc biệt đấy, nó rất là giòn mà mình nghe nói ấy, ăn mướp đắng còn rất tốt cho sức khỏe đây các bạn. Ăn là miếng sụn là rất là ngon đó, giòn lắm đó. Phải nói rằng cái nước sốt gà này đó quá là tuyệt vời, rất là ngon đó các bạn. Nó rất là đậm đà, thơm nữa, nên là ăn cùng với cơm trắng, ngon nhức nách luôn à.
Mình thích tráng cơm với nước sốt gà thật là đẫm, như vậy thì mới ngon á.
Ơi, vậy là mình đã ăn xong đĩa cơm đùi gà sốt xì dầu rồi nè. Còn một chút dưa chuột và một chút mướp đắng nữa, mình xin phép mình bỏ lại nha. Bây giờ no quá rồi mọi người ạ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đến cuối video. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nếu như các bạn yêu thích video này của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.